Sorry mọi người, em mất ác xì. Sorry mọi người. Ngoài đã nghe được tiếng mất của em chưa nhờ? Alo. Tết mất. Hiện tại thì pháo này đang là pháo đài của Liêu nhé mọi người ơi. Và hình như hồi nãy em vừa thấy một anh nào đó của Tống đang đây. Châu cuộc sốt nha mọi người, đang đánh lên pháo đài của Liêu nhé. Nhưng mà pháo đài vẫn là pháo đài của Liêu. Mọi người đã nghe tiếng mất của em chưa mọi người? Được không được, em lại chỉnh lại cái nữa là tôi bỏ mẹ chiến trường phụ luôn. Hồi nãy sau đây mọi người, nãy em vừa vào chiến trường cái em hơi bị mắc xì á. Em vừa livestream lại chứ. Ok, của ban huynh đệ nha mọi người, ban huynh đệ nhé. Đây là con trâu cuộc súc, đi tăng cơ nè, đổi tên luôn, đổi biệt hiệu là tăng cơ luôn. Ừ. Trên này có thêm một FBI đại sư tỷ nha mọi người, của ban New Star này. Có hai con bắt lâm. Mọi người đã nghe mất em chưa hả mọi người? Alo. Mọi người đã nghe mất chưa? Đây, đại sư tỷ hiện tại đang ăn vào cái pháo đài liêu mọi người. Pháo đài chỉ còn một hai gọi là hai một một trên 3% nhé, kiểu là nhìn đó là 1/3 ấy, đúng rồi, 1/3 máu ấy mọi người. Ngáo rồi. Vừa nãy nghe em nói gì chưa ạ? À? Em chát lên nè, không nghe được tiếng nhạc không nữa. Em hết máu luôn. Sao mọi người đánh nhau mà em hết máu vậy hả? Đây có đại liêu đây, để sư tỷ ngồi đây ăn có đại liêu nha mọi người. Năm độc đại sư tỷ, đây chỉ còn ít máu rồi thôi mà người liêu thì không thấy đâu hết, để cho đại sư tỷ ăn một mình ở đây luôn. Có đại hiện tại đây là có đại của Tống nha mọi người. Sorry mọi người, hồi nãy mic em nó bị gọi là mất mic nên là em phải xóa like lại, chẳng biết là có bị bóp báo hay không nữa, không thấy ai bình luận gì hết. Chạy xuống cái khu vực lần trước mà mình thấy là có đánh nhau ở dưới nha mọi người, chạy xuống khu vực dưới nha mọi người, thấy không có tiếng mọi người nói em nghe nhé. Rồi đây có đừng có ảnh của tôi không được, không mình lại soi được. Ok, em bỏ hút thuốc chưa? Con ông đặt tên là em hút thuốc chưa nữa, giống y hệt vậy đúng không? Vũ có nghe tiếng không Vũ? Nghe tiếng cái gì không? Nãy tao bị lỗi mất á, nghe chưa? Nghe được nhạc không chị? Có nghe được nhạc không mọi người? Nghe được nhạc không chị? Em chỉnh lại cái nhạc nè. Có cái nhạc game không? Em vừa đổi tai nghe, đổi mic, đổi tùm lum hết trơn nên là kiểu nhạc game với lại mic nó sẽ có ít vấn đề ấy. Mà sorry mọi người nhiều nha. Mình đang đứng ở chỗ vị trí đó, rất nhiều người tống ấy, mọi người. Ngày hôm qua thì em cũng hay đánh nhau ở chỗ này, có đánh nhau nên hôm nay mình sẽ xuống đây xem đánh nhau rồi nhé. Còn anh kìa, đâu anh đâu? Hả anh đâu á? Hello anh Nguyễn Chiếc Đông. Ơ, anh đâu á? Hôm nay ghé qua đây bình luận nữa trời. Hả anh đâu? Đâu ạc nào của anh đâu? Hả anh kìa, xôi đồ đi ạc nào. Ôi trời ơi, giỏi thật sự luôn ấy. Ạc nào ạc của anh? Ai phải nói tên chứ. Em sợ em biết được ạc nào, em quên mất rồi. Em soi nhiều người quá, sorry anh, em soi nhiều quá. Em quên mất. À hello Emil đấy, không là hello Emil đấy. Có một cái áo tướng này, không mất mũ thì ốc áo nha mọi người. Một cái áo tướng, hai cái đồ Như Lai dao trang, hai cái nhẫn, một cái Như Lai dao bụi đó, một cái bằng dao bích. Đằng dao bích. Ừ. Ai thằng anh làm gì? Ôi em buồn quá, cạnh kìa. Nhiều người cạnh như này cơ mà. Đây á, em bỏ hút thuốc chưa á, đúng không? Em bỏ hút thuốc chưa á hả? Phải anh không? Rồi giờ mới nghe được tiếng em tôi nè. Nhưng mà nghe được tiếng rồi thì nó đã có nghe được tiếng rồi mà nó có nhạc không mọi người? Có nhạc không? Ai em chung tình yêu mê gái chết cái gì á. Tứ tượng hả? Mỗi nhẫn vô ngã tứ tượng giới thôi. Mấy cái này em không có rành lắm rồi. Ta một xét tứ tượng hả mọi người? Tứ tượng là xét gì? Thôi em không có rành lắm rồi. Bỏ đen kiếm hả? Đúng rồi, em bỏ hút thuốc chưa? À cái tất cả năm cái này xét là xét
77%. Ôi em không có rành về cái máy võ đen kiếm này cơ. Võ đen kiếm em chưa chơi bao giờ luôn á, xe bầu ít người chơi nữa, không có nhạc hả? Thôi phải xong rồi. Xét clon đó em. À vậy á. Không có nhạc hả? Không có nhạc game luôn á mọi người, mỗi nhạc em à, mỗi tiếng em à. Ngạt rồi, thôi xong chiến trường phụ em là tắt stream mở lại cho nó nha mọi người, mọi người thông cảm cho em nhé. Lỗi hoài luôn ấy, tôi bị lỗi nữa rồi. Xong rồi rồi. Một cái đang được trả ra từ ông xanh xanh nữa, ông đó tàng hình là tôi chả thấy lại. Đây đây đây, lavender rồi. Lavender. Ok anh, em bỏ thuốc chưa hả? Ủa của bang nào nhỉ? Nãy mình quên để ý, để em xem lại xem nào. Để tôi xem lại. Xem lại anh mình xem, anh mình của bang nào đây? Mà ở chung bang với nhau không? Xem lại xem mình có phải là đợt đối thủ với nhau không? Trong chiến trường mà chém giết nhau nữa thì lại không, thế lại không hay nè. Ủa anh đâu mất rồi? Anh đi mất rồi à? Mất đi rồi mọi người, không thấy nữa rồi. Cót là lên thẳng 80 à, kẹt. Cót hả? Đợi tí em check lại xong rồi em nói cho mọi người nghe. Xong cái chiến trường phụ này đi. Này đang đánh nhau, cái ông đang đánh nhau chỉ còn 1 phút cuối nữa thôi là hết hết giờ có rồi. Ủa xin lỗi, hết giờ chiến trường phụ rồi. Ai nói gì nói kệ. À, nó vậy mà cái là cà lon không à. Đồ ta vậy mà kêu đồ cà lon. Code nó thì kiểu nhập lại sẽ được 500 bánh trái cây với lại mấy cái thông tin có để trên fanpage hết á. Em đang kéo em tìm này. Tôi chả thấy đâu á nhờ. Tại phải tab ra nữa mọi người, hơi mất thời gian tí xíu. Nãy em quên luôn luôn cái trang tab sẵn rồi. 5 tháng 7, 10 tháng 7 như mới đây hay sao mà tại sao tôi tìm không thấy nha. Được chỉ sử dụng cho nhân vật tự tạo từ 10 tháng 7, nhân vật tạo trước 10 tháng 7 là không sử dụng code này. Khi dùng code này là sẽ nhận được 5 bánh trái cây là 200 nhân xăm vạn năm, một thiên hà, một tử hào, một chim y với lại 50k công trạng nha. Không lên cấp 80 nha, không lên cấp 80 chỉ cho tặng 50k công trạng thôi. Với lại cộng thêm 200 nhân xăm vạn năm nữa thì có nó cái đó chắc cũng lên, chắc cũng hỗ trợ được lên cấp nữa. 500 nhân xăm vạn năm. Nhân xăm vạn năm thì bây giờ 25 xu một cái rồi, có bán trên người cát luôn. Cô cũng nhanh lên cấp ấy. Mình cần có những người mà 85 trước ngày để xem nào. Hình như em nhớ trong trí nhớ của em là trước ngày 9 tháng 7 thì phải. Mà được ạc 85 rồi ấy, thì sẽ có một cái code, em còn có một cái code nữa này. Code đó thì mình sẽ áp dụng cho những người lập ạc đúng ngày hôm nay là ngày 10 tháng 7 nhá. Từ ngày hôm nay trở về sau ấy mà nhập code này vào thì sẽ được 200 nhân xăm vạn năm, 500 bánh trái cây, một thiên hà, một tử hào, một chim y với lại 50k công trạng. Hình như là hết giờ đánh nhau rồi nha mọi người. Để em check lại xem pháo đài thắng chiến thắng như nào rồi em xác tin lại á mọi người. Anh lên pháo rồi. Ok anh. Lại không có tiếng nữa, khó chịu thật sự luôn, chả biết tiếng ảnh nằm ở cái nhạc nào nữa. Mỗi lần như vậy phải xác tin đi xác tin lại bị dốt mọi người. Em dốt mấy cái setting này lắm thề. Thôi mình xem cùng xem lại chiến trường hôm nay á mọi người thì chờ để xem nào. Phe tống giành chiến thắng giải cứu nông trang này rồi, phe liêu giành thắng lợi chung cuộc tại thu thập lương thảo và phe tống thắng lợi tại pháo, tức là tống thắng 2 liêu thắng 1 nha mọi người. Rồi em mở stream để em chỉnh tiếng nhạc lại đó, nhưng mà có tiếng em nhưng không có tiếng nhạc này làm sao. Hay là em lại đổi thử mọi người xem có tiếng nhạc chưa nhé. Cái like quá hồi không em tùm lum cái like hết trơn ấy, mấy cái like mà để ghim giúp đi ấy.
nhiều like quá mình chẳng biết chỉnh cái like nào, nó có tiếng nhạc ngồi cho em ngồi đây chỉnh chút xíu đó. Xong rồi em nó không được nữa thì em bỏ kia em chỉnh lại, xin ít thời gian mọi người. Giờ đã có đâu, 4 giờ mới có mà. 4 giờ mới có đây không? Cái giờ làm gì trời? Đi nãy xong đó chưa? Chưa, đã đi gì đâu. Thế thôi, trả nhanh cho nó nhẹ. Sợ mất rồi nha. Nhưng mà làm chứ. Ok. Chết mà. Mà được rồi. Em đi trả nhanh mấy cái ải, trả nhanh mọi người. Kiểu giờ này không có nhiều thời gian để làm, còn làm nhiệm vụ tường của 85 nữa mà em muốn cứ thảo hết. Ừ, ngày mai em quyết định là dồn hết tiền của mình để ăn nốt cái event 1 cho con anh kiếm cho nó lên 85 bằng bạn bằng bè luôn. Ừ đấy, nhưng mà nếu mà ăn em mình trễ nha thì em sẽ mất cốt cho anh kiếm, nhưng biết làm sao bây giờ đau khổ quá, đau khổ một lần đi. À, tôi tính làm trả cái nhiệm vụ này nhanh anh kiếm, chuyện này không lên kịp 85, bây giờ có ăn xét trái cây hoặc là trả nhiệm vụ gì đó cũng không nên kịp này ăn em thành thôi. Nhưng mà nhớ là để muốn lấy được có thì chúng ta phải tạo ặc trước ngày à, tức là có có trước ngày 9 tháng 10 và tạo ặc đúng ngày 10 tháng 9 tháng 7 và tạo ặc đúng ngày 10 tháng 7 nha mọi người, thì chúng ta sẽ được cái có đó là chỉ áp dụng cho những ặc tạo đúng ngày hôm nay là ngày 10 tháng 7 thôi. Nên nhờ mọi người vào chạy tranh thủ với mọi người kịp đó. Biết đâu lại dân cày lại có dịp tạo ạ chạy thân thủ xong rồi bán cho mấy người ta cần người ta mua lại mua những ạ kiểu mua ạ cờ lon sau tạo sau ngày 10 tháng 7 chẳng hạn, đâu lại có dịp cho dân cày thể hiện. Em thấy mấy ông kiểu đặt tên xong rồi chạy thân thủ nhóc chân luôn ấy, rồi đi hết mấy cái này. Họ lướng tám k 5 218 điểm.
50k con nào em? Em kiếm, em kiếm cân công trạng làm gì? Bạn bạn bè à? Đây, bạch tiên sinh. Nhưng bạch bạch tiên sinh. Con là lấy nốt nhiệm vụ hỏi hướng nè. Chả biết khi nào mới lên cấp bằng bè nữa. Bạn bè toàn là 85, 86 hết rồi. Mình mới mãi 82 đằng sau ít. Chán thật sự luôn, cảm giác nó buồn. Không còn gì để trả nữa, để ngày mai ráng kiếm hết cái lấy thêm mua thêm mấy cái mảnh thiên thạch, mảnh điện thoại nữa để làm trắng nốt cho em còn cho con nhà đi kiếm nè. Rồi không lên được một tí nào luôn ấy, đó là 60 mấy%. Hồi nãy như chưa không sao mọi người, thì mọi người nhớ là ăn muốn để ăn được cái em mình đó là nhớ là ăn phải tạo sau hôm nay, mọi người tạo trước hôm nay là sẽ không ăn được cái cốt nha. Mọi người nhớ bây giờ là vào tạo ạc được rồi đó. À đi không muộn đấy. Đây nhận lượng chiến trường rồi. Có còn hình như là cái tài nguyên chiến hôm qua nào cũng chưa trả hết nữa. Rồi nhiều thứ chưa làm quá, mãi sao mặt không lên được nổi luôn. Đất thì không có, đồ ra thì cũng không, cũng có mũ nè, nhẫn nữa nè. Trời ơi, tùm lum hết. Đâu vậy đã ok rồi. Không ok. Không ok là cái xíu nào cả hết á. 82 à, đồ đẹp không có gì. Nhẫn thì phải lên 85. 85 nhẫn phượng tường. 85 là lấy nhẫn phượng tường. Thôi thôi kệ đi. Bây giờ chả gì làm hết á, không có chuyện gì làm hết nhờ. Chả nốt cho cái hạt còn lại. Em đi đạt hả? Nhiều không mọi người, thấy nhiều không? Còn dư cung để lại hay sao? Em trả luôn đi. Trả luôn dư cung, trả hết ba con. Thấy mọi người cày nhiều mặt đúng mệt luôn. Nhưng mà có mấy người còn cày nhiều hơn mình đó. Trời ơi, cày các thể loại, các kiểu thể loại luôn, 4 năm à. Cày nổi trời, em cày mấy ngặt, cày muốn khóc rồi. Trời ơi, mấy ngặt. Mấy ngặt kia hết trơn. Cái gì nhỉ? Hết. Hey. Hình như à cái anh nhận thỏ lướng rồi hay sao ấy? Mấy hạt còn lại mọi người kiểu hết hạn xuống cưỡi rồi, mà phải mua con ngựa cùi cưỡi. May là hạt này vẫn còn giả tẩu bấm mà bấm bên này là con này lại đi gặp giả tẩu, con này nó nghe lời vậy nó phải dậy nữa nè. Ôi nghe mi điện 82 mà nghe mi kiếm vẫn 82. Ủa sao nghe mi kiếm hợp dữ ta? Cái đàn là tạo sau nghe mi kiếm nó cầm nên nhìn cái hạn con này là biết 12 tháng 7 là tạo sau nghe mi kiếm 3 ngày mà cắt bằng nhau nó nghe mi kiếm làm gì mà học 4 ngày tạo sau bù tạo sau 4 ngày xong nghe mi kiếm học gì vậy? Con tên mi đàn được ăn nhiều quân dụng với lại trái cây hơn. Nghe mi kiếm đâu có ăn đâu. Nghe kiếm mọi người chưa ăn nghe mình là người nên đã cấp mấy rồi hả? Chưa ăn nghe mình là cấp mấy rồi, 8 mấy rồi, 83 chưa? Nghe kiếm này khoảng 80 đồng hết rồi, khoảng 82 cây đó nè. Thấy nãy nộp lại cái cây cho nghe kiếm luôn. Đường đêm qua em nộp rồi. Hả? Đường đêm qua em nộp rồi. Cái gì? Cái cây hôm qua mình nộp là ngày hôm qua mà hôm nay chưa nộp mà hả? Đêm ấy. Đêm hôm qua chỉ đào tận nguyên chiến rồi đi ngủ nè. Rồi có thú cưỡi, mà cưỡi nữa. Có người em là sang còn cái này còn sang tiền, hay cổ, hay buồn, hay lậu cũng kiểu. Chứ con thú cưỡi tóc nhanh mình kiếm đâu ra nhỉ? Được can bán. Được can bán một tháng hay gì ạ? Cái gì? Được cát nè. Trên bách thú trai ấy. Xem nào, có không nào, tóc nhanh hơn chút xíu không ạ? Coi thôi nhá. Tóc 100. Coi thôi chứ mình không có nhu cầu mua, người đâu có tiền đâu mua. Tóc 100 ấy. Tay mình nhanh hơn nè.
Em có con này 120 này. 120 nhưng ít độ bền. 200 độ bền em cưỡi được 2-3 ngày hết à. 200 độ bền à. Trời ơi đục. Một con khiêu vũ cũng được, để có 60 kim phiếu. Con khiêu vũ này. Sao tôi lại đeo con len xì lì nè. Con này sắp gửi chuyển 30% lại con này để ấy. Đóng con đấy người già. Con đấy người già. 60 điên lần à. Này 60 kim phiếu này. Con này 100% sao mình lại có con len xì nè. Chị anh đổi khỏe chấn ra. Trời ơi Vũ, mày còn lấy ngựa 60 không? Anh cho mày chục con. Không, không có rồi. Trời ơi. Thấy không? Trời vừa mày thì cô không có 60 này. Chậm như này. Em có mấy con? Bây giờ em có 2 con cưỡi. 120 cưỡi hết. Trời ơi, bỏ kẻ đâu anh Nguyễn Huy. Anh cho tôi sao anh lại kêu em bỏ nữa rồi. Bây giờ lên hết 8x thì còn gì nữa. Chuyên đi ăn xin còn gặp ăn xin nữa. Mình đã chuyên đi ăn xin rồi cũng gặp ăn xin nữa. Lá lành đùm thì có thể đùm lá rách nhưng mà thôi anh em là lá rách nó xả tơi luôn rồi anh à. Em là chùm ăn xin của cái xe bờ này rồi nên là ăn xin mình phải có cái tự trọng của ăn xin. Mình đã một ngày là ăn xin rồi thì cả đời chỉ là ăn xin thôi, mình không thể là trở thành người cho người khác được anh ạ. À. Em xin lỗi anh nha. Bếp. Ba em phải cày ba ạt mà mấy mặt nào rồi cũng cùi tóc cũng cùi hết nè, tiền như thế em không nghĩ em cày cho mấy con tôi nhà em ăn. Với lại cùng em cũng là admin nữa nên là mình ngồi đây kiểu nó mà cho một người ấy thì xong người khác lại xin nữa lại không cho được, thế các anh lại xem trên livestream nữa thì nó lại thành ra kỳ quá nên là mình sẽ không có chuyện gọi là cho ai hết cái gì hết nha. Ai cho hiện động đổi thôi chứ thật ra kiểu chả biết nói như nào. Nên nạp lần đầu đi, nên nạp lần đầu là dở rồi, nên nạp lần đầu đi. Có nhiêu đâu, 100k thì được 2 cao su, nạp càng cao thì tiền càng nhiều, tầm 2.2.3.4, có nhiều ông thấy bán 2.5 luôn đấy, cứ nạp thôi. Cứ nạp được nhiều thì mình nạp ít, mua một mấy cái nhà phân phối gì đấy. Không nạp nhiều thì mình nạp độ 20-30 triệu thôi. Không nạp
nhiều thì mình nạp tầm 20 triệu thôi, được rồi, nạp ít ít thôi, mình nạp nhiều quá 20 triệu cũ, xong rồi từ cài nạp ăn event cái kiểu nhiều lắm, có cần giao dịch gì đó thì giao dịch trong trung gian của admin này á. Em xin lỗi anh, em muốn lắm nhưng mà em không làm được, tại vì đó em kiểu có nhiều nên em chia ra mình biết được, nhưng mà em có ít quá mà thông cảm cho em nhé. Ok anh, bây giờ anh đang đứng ở chỗ khu vực báo danh của quân Tống nha mọi người, khá là đất chật người đông á, đông đông như này, cho quả rắm thì thôi rồi tôi sẽ đi ở lại đây cũng không, tí nữa tôi này phải khí động mà tôi ngất tại chỗ nữa, không được, được đông như này kiểu không giải tán đám đông. Rồi đó là tôi phải chạy qua chỗ khu vực ra nè, bên Liêu nhé mọi người. Nhằm xả phát mà thằng Vũ nó sợ nó chạy luôn kìa. Cũng đâu vậy, cũng đâu vậy, bởi Liêu cũng đâu đó mọi người. Nhưng mà tầm này báo danh không biết là bên nào trên, bên nào 5 người nữa. Ngày hôm qua thì, trưa hôm qua mình thấy là tổng ăn nha. Nhưng mà tối hôm qua thì Liêu đã trả lại, cái giá phải trả là Liêu đã ăn lại rồi. Hôm nay chúng ta khá là gọi là hồi hộp để chờ đợi kết quả của trưa ngày hôm nay, để xem tổng Liêu nè, thắng thua như thế nào nha mọi người. Tối nay thì sẽ là anh Vinh livestream nhé mọi người, để đón xem livestream của anh Vinh vào tối nay nhé mọi người. Đấy là những nghèo rớt mùng tơi, không còn mùng tơi để rớt luôn. Đấy, nghèo tới khổ như này. Nhưng mà thôi, em vẫn chỉ làm một miếng ăn xin nữa cho mình. Tối với nay Hoa Sơn với nhiều người xem. Đúng rồi, tối nay Hoa Sơn nhé mọi người. Đúng rồi, mọi người đã chuẩn bị cho cái bài hội Hoa Sơn cho mọi người, bài hội Tinh Anh cái kiểu chứ mọi người đã chuẩn bị gì chưa? Tại mọi người tối nay là em nghĩ là tầm 10 giờ sẽ bắt đầu nhá. Thì đâu 9:30 mà. Ủa sao cũng 10 giờ? Anh chọn 10 giờ. À 9:30 bắt đầu rồi, bắt đầu mở sắp xếp rồi, xong là đến 10 giờ bắt đầu mở dương. Đúng rồi. Trời 10 giờ bắt đầu mở dương, để em xem lại xem lại được. Để em tìm thông tin đọc cho mọi người chắc ăn nha. Hello anh DTV. Hỏi mắt quá rồi, em nhìn nhiều quá mà kiểu mắt em giờ nó còn con đậu con bay nè. Ban hội đây. Ban hội Tinh Anh Hoa Sơn ngày 10/7/2021, phần thưởng ban thắng là ban chủ sẽ nhận được một trương tràng kiếm thần thạch, một mật tịch ngũ hành nha mọi người, nhớ là mật tịch ngũ hành nhá. Đấy, xong cộng một mật tất chính random này, ban chúng thì mỗi ngày sẽ nhận được 50 mảnh huyền thoại khóa. Ôi trời ơi, mỗi ngày nhận được 50 mảnh huyền thoại đang trong event ăn mảnh điện thoại mà kiểu mỗi ngày nhận được 50 mảnh. Mình bà em ơi em nhìn đọc hết chưa? Từ từ em biết rồi, đừng bắt lỗi em hoài. Mình bà thấy là mình cứ mỗi ngày là mình nhận được 150 mảnh. Ôi trời ơi, xịn rồi. Ủa chị ban mình thắng nha, rồi chỉ mong một điều là ban tôi thắng rồi. Giờ phở hay không phở gì cũng được hết. Tối nay là mình phải hấu livestream của anh Vinh nhé mọi người, để xem ban nào thắng tối nay nhé. Và tiếp theo là lưu ý là thành viên trong ban là phải vào ban ít nhất 7 ngày mới nhận được thưởng nhé mọi người. Ban của mình thì chắc là lần sau đi. ban mới lập được có 3 ngày, để tôi xem rồi có ngày lập ban không. À xin lỗi, này là ngày thứ 3 của ban. Ban mới lập được ngày này là ngày thứ 4, là 4 ngày. Không phải là mình vào ban sâu nhé, ban người lập là mình đã chui vào ban rồi, mình kiểu mình nổi giá mọi người, nổi giá thật sớm là chui vào ban rồi, nhưng mà nó tính ban mới lập được 4 ngày, ban mình có thắng ngày hôm nay thì nó cũng khá thành cho bụi, chỉ có một mình chủ ban được thôi, ban chúng thì chịu, nhưng mà thôi ban mình chắc là đợt này tạm nhường lại cho các ban khác để đợt sau ăn mình ăn giải sau mới được thưởng chung cuộc nhiều. Đấy, nhưng mà đặc biệt là nhớ là thành viên các bạn ít nhất 7 ngày nha mọi người, tham gia các hoạt động ban cái kiểu ấy, các ông vào ban kiểu toàn kêu ạ, không có người khi nào đi chúng trường đi chung, mỗi ông đi một nơi xong rồi vào Discord thôi, nếu ông nào xin lỗi không ông nào nghe hết chứ không, mà mỗi ông đi chơi đi một nơi xong rồi tới cái gì đó xong rồi lại vào làm cái kiểu rồi bỏ ban, vào ban kiểu vào ban không có trách nhiệm gì hết là lại không được, các em đang sẽ không được thưởng. Em nhớ em là ban chủ như kiểu mấy ông mà vào ban thì em thích hết. Nếu mà khi mà ban mình không phải chứ mình chưa thích sớm đâu, mình đợi khi nào mình ăn được cái phần thưởng ban hội Tinh Anh có ước mơ đúng không?
khi nào mà tôi ăn được cái ban hội tinh anh ha, mà mấy ban chúng mà không làm việc kiểu tôi mà treo ạ không ha, tôi chích hết cái mấy cây. Tôi cho vào 7 ngày đúng không? Đúng 7 ngày tôi chích ra. Vào là phải tương tác nhá, vào phải tương tác, phải on Discord các kiểu này, phải đi hoạt động chung với ban, mình phải có tiếng nói chung, cộng đồng mới vui. Kiểu tối tối thì cũng ngồi lại anh em tụ họp xem phim gì đó cái kiểu ABCXYZ cái kiểu. Lại tạo được niềm vui cho lúc chơi game mình, hay là mình chơi game mình còn tương tác anh em bạn bè cái kiểu không hề hiểu mọi người đấy. Nên là nhớ là kiểu nói chung là vậy đi. Rồi ngoài ra là mở rương thì cũng được vũ khí random nha mọi người, mở cái rương rương trong ban hội ấy, trong giờ ban ấy, trong giờ ra được vũ khí random nha. Sớp à, còn gì nữa không ta? Sao nó không có ghi rõ cái nội ban hội này rồi để xem nào. Ở trọng lập tiên phong thế là mình một con người cái ban hội đâu không em nhớ là có ghi rõ cái ban hội luôn, người ta mấy giờ mở mấy giờ đóng cái kiểu này lại đó lắm đây thôi, mà nói chung là tối nay 9:30 sẽ bắt đầu, xong rồi 10 giờ sẽ là giờ mở rương đấy, trong trí nhớ của em là nó là như vậy. Mọi người tin em đấy, là tối nay nói chung là xong anh Vinh ổng sẽ live chiến trường chính 8 giờ hoặc là 8:10 gì đó, mọi người hóng livestream anh Vinh chiến trường chính tối nay, xong rồi xong chiến trường chính người ta sẽ đi ăn bót. Hôm nay cũng có lãnh ăn thứ bảy đúng không, xong bót hết là tầm khoảng 9:30 cho nên tầm khoảng 9:25 đây em nghỉ ngơi uống cốc nước ăn miếng bánh tí xíu rồi em lại vào tiếp, người ta lại báo danh. Nói chung là cần có ban chủ rồi ban khó gì đó, có ban chủ ban gì đấy, báo danh xong rồi vào ban hội mọi tên anh. Đến 10 giờ thì chúng ta sẽ mở dương nhắc tối nay nhớ không livestream của anh Vinh nha. Tối nay nghĩa là một ngày rất là hot, tại vì ban hội tên anh là vừa mở ra vào đúng ngày 10/7 luôn, không có anh Tuấn của anh ra ở sơ hôm nay lạc qua đâu qua đây đó. Anh thấy bài xe của em trên tường nhà đúng không, mình phải ủng hộ em út như vậy. Anh hồi nãy em út khổ nghèo khổ đấy, anh em chả ủng hộ nữa là tôi khổ lắm đấy. Thôi đến anh nói chuyện xàm xàm tới 10 anh nãy giờ 10 phút rồi mọi người, rồi thấy không, kiểu mình không để ý vào cái giờ ấy thì kiểu nó trôi qua đúng nhanh luôn ấy, mà mình lại để ý vào giờ đó là trôi qua lâu, thế là nãy giờ ngồi xàm biệt hết 10 phút cuộc đời, 10 phút cuộc đời ngắn ngủi như vậy đấy. Người ta lại vào khu vực hội sinh của Tống đó, ác vậy thôi, vợ ai rút về đi, không phải vợ tôi hồi vợ tôi mang thì cho không ác thế đâu, không phải là ác, mình gọi là việc công nó riêng, việc tư nó riêng, công tư phân minh hiểu không, tức là bây giờ mình ví dụ như mình mà em mà nắm được chủ ban hoặc là gì đó thì mình phải dẫn dắt được cái ban, mình phải có tiếng nói của mình, nên là ông nào kiểu lắm la lắm đét vào ban kiểu để nội giá hay là vào ban để treo ạc, vào ban để không biết hoạt động cái kiểu để lãnh hưởng thì cút thế ai đâu mà kiểu nhẹ nhàng tình cảm thì nó lại không có cái sự gọi là uy lực của chủ ban hiểu không, nhưng mà đó chỉ là ước mơ thôi em thì không, với lại nói đùa cái anh vậy thôi, em chứ nói là em không có hứng thú để tạo chủ ban rồi, em là người chơi ké rồi, tại vì ban chủ có nhiều cái được phải cần á, cho hỗ trợ anh em cái kiểu này là nhiều khi cũng tổ chức các cái giải xong rồi hỗ trợ lắp, hỗ trợ trang bị đồ này kia cho mấy cái phái cà phê, nên là ban chủ cực lắm đấy, mọi người phải thông cảm cho ban chủ đấy, người vào ban người phải tương tác, người phải hoạt động, ok chưa, lý chưa đấy, người vào ban phải kiểu tương tác hoạt động cái kiểu ban chủ cũng khổ lắm đấy, là mình phải tạo ban xong rồi phải quản lý hết tất cả những thành viên trong ban, mình phải kiểu kiểu còn nhiều khi cần có hỗ trợ gì đó thì mình lại phải hỗ trợ cho ban chủ của mình đấy. Ông đừng tưởng mà không làm mà rồi có ăn thì ăn ngon chứ mọi người, không ăn ngon đâu, ăn đầu bò đó, ăn mứt đấy cũng không dạy, không có sai đâu mà tôi nói rồi. Đây là ban chủ mà, ban chủ của ban mình với mọi người, bỏ hôn quên quảng cáo cho một phút quảng cáo đã, đây để một cái vụ tấm tướng nguyên chiến tốc độ phút kia 25 chứ là 115% còn lại phòng 80 áo thường Hino em nhiều. À cái gì vậy? Không, đừng Hino em nhiều kìa. À, em Hino em nhiều đấy. Trên đầu sái kìa. Rambutan. À, Rambutan. Mình đang cháy đồ ở một ngày rồi đây. Không thấy rồi em nhiều. Không thấy là có xem lại chuyện không? Nói em
người chia sẻ niềm vui nỗi khổ của anh lên cho mọi người ở đây cùng nghe đấy anh ạ. Nếu anh có xem cái livestream này thì hãy lắng nghe những lời nói là từ con tim của em đó. Quảng cáo lại quảng cáo lên cái bao tay. Xong rồi chưa chưa, xong rồi lại quảng cáo cái quần nha mọi người. Đây này, cái quần này là vết thương 35. Ừ, đấy. Hiện tại là cái quần min nhất server. Hiện tại cái quần này là cái quần min nhất server nha mọi người. Cái quần này khổ lắm, anh em kêu là cởi quần ra không cởi. Hai cái tự quay chuyên ngọc đây rồi. Quảng cáo về găng tay, găng tay thì mát nhất server. Đây là nội công 229. Rồi mấy hồi không quảng cáo nữa. Tới mình lại qua người kia mình quảng cáo ban chủ, ban yêu. À không phải, không phải. Không phải cái ban chủ đang em lại nha. Ông em anh phải ban chủ anh nghĩ là không phải đang có ban không? Phải thôi. Anh biết làm sao được? Ban chủ làm sao biết được cho trẻ nhìn thấy. Anh hơi hơi Nguyệt thế sao ấy? Lâu lâu thì hả? Hình như con Nguyệt ban chủ ấy sao ấy? Anh không rõ đâu. Ban chủ luôn. Rồi em xem lại, tí nữa tôi tìm được ban chủ nào đó của cái ban nào đó thì tôi lại chắc lên cho các anh xem nhé. Xong rồi mình lại chạy bên khu vực hội sinh của Liên hoặc là tốc độ lên thời gian không còn bao lâu nữa, mọi người tạm biệt tí xíu là lại hết giờ. Hôm nay chịu em lấy phải thành tiền rồi, em cảm hôm nay gọi là ông nào chọc đúng cái hứa của tôi em chế. Em kêu tiếng vọng kìa. Cái gì? Nan kêu tiếng vọng kìa. Tiếng vọng hả? Nan kêu anh có nghe đâu. Sao hôm nay nó bị tiếng nó bị vọng quá nhỉ? Ủa, đâu, mọi người, cho em xin một phút nha mọi người, em chắc lại nha. Tiếng vọng thiệt. Tắt Discord rồi mà vẫn nghe tiếng của anh Sơn này. Có tiếng Anh luôn hả? Tiếng nó vọng thiệt. Like a Hellcat.
Oh,